chó là một loài động vật rất có ích cho con người. Nó trung thành, dễ gần và là bạn của con người. Hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về 10 giống chó lớn nhất vẫn còn sống cho đến ngày nay. Số 10, chó ngao Pháp. Để bắt đầu danh sách, chúng tôi giới thiệu cho bạn về giống chó ngao Pháp. Giống chó này, thân thiện, trông đáng yêu và cao lớn, có thể đạt chiều cao khoảng gần 1m và nặng tới 45kg. Chú chó này đã bắt đầu trở nên nổi tiếng sau khi đóng chung với Tom Hanks trong phim Turner và Hooch trở lại vào năm 1989 và đã dần trở thành một lựa chọn tuyệt vời của nhiều gia đình kể từ đó. Chó ngao Pháp đã được công nhận vào năm 2008. Số 9. Chó săn Scotland. Giống chó hoàng gia của Scotland, quý tộc, trang nghiêm, được lai tạo để hỗ trợ săn bắn và đuổi bắt hươu Scotland. Do những mục đích trên, nên nó sẽ phải tương đối lớn, phát triển đến chiều cao khoảng 1m, với những con có kích thước to lớn hơn, nó có thể nặng tới 50kg. Sống tình cảm và hòa nhã với mọi người, những chú chó lông xù này là thú cưng tuyệt vời. Chúng thường không gây nguy hiểm với mọi người, kể cả trẻ em và người lạ. Ách lần đầu công nhận giống chó săn Scotland này vào năm 1886. Số 8. Chó Cova SZ. Cova SZ là một giống chó cổ của Hungary. Chú to lớn, khỏe mạnh nên được dùng vào việc bảo vệ các đàn gia súc. Giống chó này còn được sử dụng để canh gác cho các lâu đài, dinh thự và rất được giới quý tộc ưa chuộng. Chúng có chiều cao trung bình khoảng gần 0,8 mét, với cân nặng lên đến 50kg. Hiện nay, Cova SZ vẫn được xem là một giống chó quý hiếm. Chúng xếp thứ 165 trong tổng số 190 giống chó được nuôi nhiều nhất thế giới. Số 7. Chó sục Nga đen. Được mệnh danh là Ngọc Trai đen nước Nga hay Blackie, là kết quả lai tạo của gần 20 giống chó. Chó sục Nga đen Black Russian Terrier hay BRT là giống chó được tạo ra dành cho người dẫn đầu. To lớn, hung vĩ và cực kỳ hiếm có chính là những mỹ từ dành cho loài chó này. Chó sục Nga đen là một giống chó khổng lồ, chiều cao trung bình 68-76cm, nặng tầm 45-64kg, còn được thường to lớn hơn nhiều so với con cái. Ở Việt Nam, giống chó sục Nga đen chưa phổ biến và còn rất quý hiếm. Giá chó sục Nga đen còn có giá trên 2.800 đô la, chưa bao gồm các loại thuế, phí. Số 6. Newfoundland. Giống chó này có nguồn gốc từ phía đông của Canada, chúng còn được gọi với biệt danh là giống chó cứu hộ. Với xuất phát điểm là một chú chó vùng biển lạnh giá, cực kỳ thích nước. Chúng có thể bơi lội, đùa giỡn với nước cả ngày. Chó Newfoundland sở hữu thân hình khá to lớn và đồ sộ nhờ bộ lông dày và bông xù. Chúng có thể khiến người đối diện khiếp sợ với vẻ ngoài của mình, với chiều cao từ 0.65m đến 0.75m và nặng khoảng 68-73kg. Nếu bạn nuôi Newfoundland cùng loài chó khác trong gia đình, bạn sẽ không phải lo lắng, vì Newfoundland cực kỳ thân thiện, ngoan ngoãn và vâng lời. Số 5. Leonberger. Giống chó Leonberger còn được gọi là loài chó sư tử Đức. Đây là một giống chó được mệnh danh là dòng chó khỏe nhất trong các loài chó Đức. Loài chó này từng được các giới hoàng gia của các nước Đức, Pháp, Ý và Áo rất yêu thích. Chúng có kích thước chiều cao từ 61-80cm và cân nặng từ 50-77kg. Giống chó Leonberger có bản tính trầm tĩnh, dũng cảm và tình cảm, tuy có kích thước to lớn nhưng chúng là loài chó rất thân thiện với mọi người, đặc biệt là trẻ em. Số 4. Xanh Bechna. Nói đến giống chó khổng lồ thì không thể không nhắc đến giống chó xanh Bechna. Nó là sản phẩm của sự kết hợp giống chó bản địa Thụy Sĩ và giống chó ngao Anh. Về mặt tính cách, giống chó khổng lồ này được yêu mến bởi sự ngoan ngoãn, hiền lành và rất thân thiện với mọi người. Giống chó này có kích cỡ trung bình 65-82kg và chiều cao khoảng 70-90cm. To lớn như thế nhưng xanh Bechna vẫn di chuyển và hoạt động rất linh hoạt, nhanh nhẹn. Tuổi thọ của Bechna kéo dài khoảng 8-10 năm. Số 3. Chó săn sói Ireland. Giống chó săn sói Ireland có nguồn gốc từ vùng Ireland. Loài chó này được thuần chủng để săn bắn những loài thú như nai, hươu và cả loài chó sói. Giống chó săn sói Ireland có một thân hình to lớn và chắc khỏe. Loài này thuộc một trong những giống chó to cao nhất thế giới. Chúng có những cặp chân to và cao, bàn chân khỏe mạnh, cơ bắp, ngực sâu và bụng thóp, chiếc cổ cao. Kích thước của chúng ngang tầm với một chú ngựa nhỏ.
Loài này có chiều cao lên tới 90cm và cân nặng từ 70 đến 82kg. Loài chó Irish Wolfhound rất thông minh và trung thành, tuy kích thước to lớn nhưng tính tình hiền lành và biết nghe lời, không khó để huấn luyện dòng chó vật nuôi này. Số 2. Great Dane. Đứng ở vị trí số 2 là giống chó Great Dane, giống cảnh quyển có nguồn gốc lâu đời nhất còn tồn tại tới ngày nay. Chúng còn được biết đến là loài chó cao nhất thế giới. Great Dane được rất nhiều người thuộc cộng đồng yêu thích thú cảnh trên thế giới yêu mến. Chiều cao tính đến vai phổ biến của chúng dao động trong khoảng từ 70-85cm, cân nặng từ 45-90kg. Kích thước lớn nhất của Great Dane ngang ngửa một con voi con. Mặc dù có thân hình khổng lồ và cường tráng nhưng loài cảnh quyển này không hề cồng kềnh chút nào. Sở hữu kích thước khủng, nên Great Dane được mệnh danh là gã khổng lồ đồ sộ. Số 1. Chó Ngao Anh. Chó Ngao Anh là một giống chó khổng lồ đến từ nước Anh. Đây là giống chó có cân nặng trung bình lớn nhất thế giới và đứng thứ 3 về chiều cao, chỉ sau giống chó săn sói, Ireland và Great Dane. Những chú Ngao Anh được trưởng thành sở hữu chiều cao khoảng 76cm với cân nặng 72kg. Trong khi đó, những chú chó được cỡ đại với cân nặng khủng lên tới 100kg. Ngao Anh thông minh, đĩnh đạc, quyết đoán, sống có lập trường. Chúng có bản tính kiên nhẫn, thận trọng và tốt bụng.